Bài tập số 1 của cô yêu cầu các con hãy tìm những từ chỉ đặc điểm của người và vật. A nhỏ, đặc điểm về tính tình của một người. B, đặc điểm về màu sắc của một vật. C, đặc điểm về hình dáng của người và vật. Ở phần trò chơi quan sát vừa rồi, chúng mình mới chỉ có thể cảm nhận và tưởng tượng được về từ chỉ đặc điểm. Nhưng qua bài tập số 1, cô tin chắc các con sẽ hiểu thật rõ như thế nào là từ chỉ đặc điểm. Các con hãy giúp cô hoàn thành bài tập số 1 này trong vòng 3 phút. Sau đó chúng ta cùng đi tìm hiểu kỹ nhé. 3 phút đã hết rồi. Các con có tìm được những từ chỉ đặc điểm về tính tình của một người không? Và những từ chỉ đặc điểm về màu sắc của một vật? Hay là những từ chỉ đặc điểm về hình dáng của người và vật? Cô sẽ đi từng phần một nhé. Phần A nào, đặc điểm về tính tình của một người. Chúng ta cùng tiếp tục quan sát hình ảnh sau đây. Cô chú công an đang làm gì nhỉ? À, có một bác bán hàng rong đã bị ngã bởi vì các con nhìn thấy đường khá là trơn ướt đúng không? Và cô chú công an nhìn thấy điều đó đã chạy ra, chú công an thì đỡ xe cho bác, còn cô công an thì đỡ bác ngồi dậy. Vậy các con nhận xét về cô chú công an này như thế nào? Cô có nhận xét bằng một từ, đó là tốt. Cô chú công an này thật là tốt đúng không?